thưa quý vị khán giả và các bạn, chúc mọi người có một ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Tiếp tục hành trình chia sẻ đến mọi người những địa điểm chay ở Sài Gòn, thì hôm nay em đang có mặt ở địa chỉ là 120 đường Khánh Hội, phường 4, quận 4. Và một địa chỉ khác đó là số 003 Lô A, chung cư Tôn Thất Thuyết mọi người ha. Hai địa chỉ đều được luôn. Thì mọi người có thể đi đổ từ xuống cầu Canh Tẻ, đi đổ xuống khoảng cỡ 100m chưa đến cái trung tâm văn hóa quận 4, thì sẽ có một xe bánh mì chay là bánh mì chay Lava. Thì lần trước em đã quay rồi, khi mà các bạn mới mở lên á, thì bây giờ em sẽ quay lại để gửi đến các bạn, gửi đến mọi người những cái menu xe bánh mì chay Lava, xem bây giờ các bạn đã có những món gì mới và giờ giấc hoạt động có thay đổi gì không mọi người ha. Rồi một cái video mà trước mọi người đón nhận cũng rất là nhiều về hai chị em song sinh Vân An, anh trai Trường từ trong bụng mẹ đó mọi người. Rồi bây giờ em sẽ tiến đến và gửi đến mọi người những cái món mới của quán xem như thế nào mọi người nha. Hello Vân. Chào anh. Rồi chào em. Sau đến bây giờ là mình mở được bao lâu rồi Vân nhờ? Em khai trương ngày 19 tháng 4 đó, là cũng được gần 3 tháng. Gần 3 tháng đúng không? Sau 3 tháng thì lượng khách ổn định hơn không em? Dạ cũng tương đối ổn định. Rồi bây giờ có những cái món mới nào không hay là mình vẫn những cái món cũ nhờ? Hôm nay em có làm bún thịt nướng với lại bánh mì pha lấu. Có hai món mới là bún thịt nướng và bánh mì pha lấu hả? Dạ. Đây là món gì em? Bún thịt nướng đây đúng không? Dạ đây bún thịt nướng em đang Làm cho khách hả? Bún thịt nướng thùng chay có đầy đủ sườn nè, nấm nè, chả. Bên mình là vẫn không trứng sữa đúng không em? Đúng anh. Thùng chay là không trứng không sữa luôn. Rồi bây giờ thôi em cứ làm cho khách đi nha. Rồi tí nữa anh mình sẽ nhờ Vân làm một hộp hoàn chỉnh coi như thế nào mọi người nhé. Hôm nay chưa thấy cái khay này là mình làm lại mới đúng không? Dạ đúng rồi, em mới sắm cái khay đó. Mình đang làm bánh mì gì vậy Vân? Bánh mì thập cẩm thương hiệu em luôn là bánh mì Lava đó anh. Bây giờ thì nó khác gì như những ngày đầu em bán không? Cũng vậy thôi anh. Mà cái miếng này anh thấy bánh mì lạ nè. Cái này là phá lấu, là em làm thêm một loại bánh mì là bánh mì phá lấu. Bánh mì thập cẩm có cái món phá lấu này trong đó không? Dạ thập cẩm là riêng, phá lấu là riêng. Ok. Vẫn là sườn non nhưng mà cắt ra đúng không? Sườn dạ. Chiên đó ha. Dạ. Phá lấu này không phải từ sườn anh, phá lấu này là từ tổ khi tươi á. Hay còn gọi là tàu khi non á. Cái nước sốt bên kia nó khác gì không em? Nước sốt bên kia kìa. Cho anh hỏi nước sốt bên này là nước sốt gì? Dạ, gì cái này là nước mắm em làm là ăn bún thịt nướng nè. Bún thịt nướng món mới là ăn nước mắm này đúng không? Dạ, em mới làm bún thịt nướng chay. Em làm bao nhiêu ổ cho khách đây? Hôm nay là khách đặt 10 ổ giao liền. Còn một lát khoảng 11 giờ là khách đặt 17 ổ. Trời ơi, chúng mánh luôn ha. Chắc nhờ có anh Dương qua quay phim á, mới hơn vậy đó. Rồi. Em sẽ để đây rồi, tí em nướng lại đúng không em? Dạ đúng rồi. Nướng lại mình vô bịch đúng không? 100% là nướng cho nó nóng giòn ha. Rồi hai chị em đang làm tất bật lên này mọi người. Hồi nãy anh đến mà chưa chào khán giả. Chào khán giả anh ơi. Xin chào mọi người. Em mới qua để phụ với lại Vân cho 10 ổ bánh mì cho khách hàng đặt. Hôm nay là bán 50 ổ nhờ có anh Dương qua quay phim. Trời ơi, anh qua một cái bây giờ làm mười mấy 20 ổ mới làm kịp đúng không em? Đúng rồi, nhờ em với lại nhờ các anh luôn á. Tí nữa Vân có đãi gì không Vân ơi? Em đãi cho mọi người một hộp bún nha. Ok. Chứ nếu một mình làm chứ không kịp đâu em nhờ. Dạ đúng rồi. Hôm nay là nhờ là có Thúy An. Thúy An thì làm hai chớp, vừa bán nước cô quay mà vừa phụ em bán bánh mì. Ủa anh bán gì em? Em phân phối cho thuê máy lọc nước với lại máy lọc không khí của cô quay. Đó là hãng của Hàn Quốc hả? Anh nghe quen quen. Mình chỉ cần vay 500 nghìn một tháng thôi. Vậy hả? Rồi tí nữa hỏi ăn cái vấn đề đó coi nha. Bây giờ mình nhờ các bạn làm bánh mì xong đã. 10 ổ cũng lâu á. Lâu một người nhưng mà có hai người thì làm rất là mau. Cái pate này hôm bữa em có nói khán giả, có nhiều khán giả chưa xem á, thì không biết là pate là làm từ gì em?
Dạ, PT của em là làm độc quyền khác mọi người. Em sẽ kết hợp là khoai môn, nấm với lại các loại hạt, cho nên mình ăn rất là béo luôn á. Đúng rồi, nó sẽ không có cái màu mà sẫm sẫm như mấy cái loại PT khác đúng không em? Dạ, màu sẫm là do có một số chỗ mình sẽ để nước màu, nhưng mà em thì không để. Không để nước màu thì nó sẽ là màu như vậy đúng không? Dạ, em làm từ tự nhiên, nước tương, nước mắm, hồ cây thôi. Có dự định là khi nào cho em? Chắc là hết tháng này quá. Hết tháng này hả? Dạ, hết tháng này đó. À, mà vị trí nào em đã xác định được chưa? Em tính mở là gần đường Hoàng Sa. Ờ, vậy hả? Dạ. Ok, khi nào mở nói anh nha. Chắc chắn là khi nào mở là nhờ anh Dương qua quay phim với ai rồi. Rồi mọi người ơi, ngày mai thì chị Duy á, là chị của Thi Văn Thi An, nó cũng mở một cái chuỗi á, bánh mì đúng không em? Nó có giống bên mình không hay là khác em? Go Vegan. Go Vegan. Tại 205 Nguyễn Xí. Rồi đó là chi nhánh đầu tiên đúng không? Yeah, mà rồi chị Duy làm chắc là sẽ là lớn rồi đó. Rồi nên bữa ngày mai thì Dương sẽ qua bên đó và Dương sẽ quay cái lễ khai trương ha. Thì khai trương của chị bên đó và gửi đến mọi người có menu những món bánh mì của bên chị và chị Duy. Trời ơi, trộm vé cũng không biết như thế nào, không dám nói trước đâu em ơi. À Vân ơi, bây giờ em nói lại cho khán giả những người chưa coi, không biết là có giờ giấc bên mình mở cửa từ khi nào vậy em? Dạ bình thường đó giờ là bán buổi sáng, nhưng mà em thấy bình buổi sáng mình bán từ mấy giờ? Mình bán buổi sáng là từ 6 giờ tới 9 giờ. 6 giờ đến 9 giờ sáng. Mà do gần đây có nhiều khách gọi điện thoại online á, à, nhiều có bán thôi. Thì em quyết định là mở bán buổi chiều cố định luôn là từ 4 giờ cho tới 7 giờ. 4 giờ đến 7 giờ địa chỉ này luôn đúng không? Dạ đúng rồi. À địa chỉ nào đọc lại cho khán giả đi em. Dạ 120 đường Khánh Hội, phường 4, quận 4. 120 đường Khánh Hội, phường 4, quận 4. Là từ cầu Canh Tẻ mọi người đổi xuống ha. Dạ, kế shop hoa tươi. Rồi đổi xuống khoảng có tầm 100m thôi là thấy xe bánh mì chay lava mọi người à. Dạ. Mình cứ nghỉ ngày nào không em? Em bán thì hiện tại là em bán nghỉ thứ 7 chủ nhật. Nhưng mà sắp tới là em sẽ bán full luôn. Full tuần là thứ 2 tới chủ nhật luôn. Ok em. Thì mọi thông tin thì mọi người có thể lên fanpage của xe bánh mì em đúng không? Bánh mì chay lava ha. Rồi cho nó lấy thông tin đầy đủ hơn, cập nhật hơn. Làm được mấy ổ rồi em? Anh làm được gần 10 ổ rồi anh. Rồi. Hết sườn non lên bây giờ Vân phải lấy thêm nè. Một cái sườn non này là mình mua sẵn luôn hay sao em? Dạ sườn em mua về xong rồi em ngâm cái nó mềm rồi mình xả xong rồi mình ướp hạt nêm với tiêu anh, rồi mình chiên. Nhưng mà sườn này phải biết cách chiên, nếu như chiên mà không có giòn á thì nó mềm á, nó mau mềm lắm. Đúng rồi, anh nhìn giòn quá ha. Dạ, rất là giòn luôn á, bẻ. Nói chung khi mày mua về thì là khi mày mua về thì tùy những người ta chế biến như thế nào đó đúng không em? Dạ. Sườn thì người ta làm bánh mì thì thường người ta sẽ làm hai cách, thứ nhất là chiên giòn như vậy nè. Dạ. Hai đó là người ta sẽ em sẽ không chọn khìa mà em sẽ chọn là chiên giòn đúng không? Chiên giòn thì để bánh mì ăn nó ngon hơn. Ok. Đây ha mọi người ha, 2, 4, 6, 8, 9 rồi ở cuối cùng anh đang làm. Nè ba tê này ha. Cái pha lấu em làm nhìn hay quá ta. Nhìn anh giống nếu mà bên mạnh kiểu như là miếng vịt quay vậy á. Dạ. Nhìn nó lạ, nó phá lấu vậy chứ thật ra là tàu hủ tươi đó anh. Một ổ phá lấu này thì bao nhiêu tiền em? Một ký hình như là 7. Không, ý anh nói là một ổ bao nhiêu tiền á? Dạ, phá lấu thì một ổ là em bán 20 hoặc 25 tùy khách á. À.
lại. Nướng lại cho nóng ha, cho giò nữa. Cô làm gì ở gì đây bánh? Dạ có một chú đặt bánh mì muối ớt ăn. À. Chú là fan muối ớt luôn, lúc rồi. Này cũng ăn muối ớt hết. À, cho rồi về Dương quay qua để giới thiệu mọi người luôn ha, những khán giả nào bữa chưa coi được bánh mì muối ớt. Dương cũng lâu rồi, Dương cũng không nhớ là cái quy trình làm như thế nào á. Nướng muối ớt phô mai tan chảy. À, ủa cái phô đây là gì em? Dạ cái này là sốt mayonnaise đó. Sốt mayonnaise đúng không? Dạ. Rồi mình em sẽ tán đều hai bên lớp trong. Này nè. Rồi em để trà bông luôn. Mayonnaise này không trứng luôn. Dạ không trứng luôn. Tất cả là em làm thuần chay luôn. Rồi đây là nguyên liệu gì em? Dạ, à cái này là trà bông chay ha. Áo đều cho ăn cho nó giòn với lại thơm. Ờ. Nó rất là thơm và nó có cái mùi sữa phần chay á. Ờ. Nó béo lắm. Rồi em sẽ để cho nó dẹp xong rồi em đập dẹp. Pha muối ớt lên rồi mình nướng. Đúng rồi. Nướng cho nó giòn. Rồi bây giờ là nhớ lại rồi mọi người ạ. À. Có cái video trước em có làm muối ớt đó. Rất là nhiều. Đúng rồi. Và bánh mì pate Pháp nữa ha. À đây em làm muối ớt đúng không em? Dạ em pha nước muối ớt nè, em quết bánh mì á anh. À bánh mì muối ớt đó. Dạ. Cái đó là cái gì đó em nhỉ? Em pha chút xíu là nước mắm pha sẵn với lại muối ớt. Rồi cho một miếng dầu lên á anh, cho nó bóng như béo. Mỗi lần làm là mình phải quậy mới vậy ha. Dạ, quậy mới như vậy á ăn nó mới ngon chứ em không có làm để qua ngày. Có khách ăn cay thì em sẽ để thêm ớt vô. À. Một cái khay là nhỏ nhắn xinh xắn như vậy nhưng mà em thấy đẹp nè, hợp lý nè. Thế thì mình cứ chêm thêm nó vô đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi, đâu cần phải nhiều đâu. Mình vừa sắp xếp nhanh mà nó gọn nữa. Đúng rồi, để nó cũng dễ ha. Dạ. Thế là mình cứ thêm đồ, thêm đều, phiêu đồ lên thôi. Dạ. Mang về cũng gọn, mang về mình tay gấp lại. Rồi quậy xong ha, giờ mình chất muối ớt lên. Đây có cây cọ nè, mình quét giống như là mình vẽ tranh. Quét sơn vậy á. Dạ đúng rồi, sơn nhà đó. Hai mặt luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Thêm. À bò chả nữa hả em? Đúng rồi, ăn để chả vô. Rồi, ta đi nướng nha. Ok. Rồi mở xong rồi đúng không em? Em mới nướng xong rồi ông ấy mày. Bây giờ bắt đầu gửi shipper đi giao cho khách hàng. Rồi. Ok. Giao sao không em? Em giới thiệu địa chỉ giao luôn là công ty hồi xưa em làm á, công ty Manulife anh. Vậy hả? Có một số anh chị cũng ủng hộ nhiều lắm. 102 A Cống Quỳnh, đây là 1A Phòng Hồng Thành. Đây là giao cho anh chị các đồng nghiệp cũ hả? Dạ đúng rồi. Ok. Và mến thưa quý vị khán giả các bạn, thì bây giờ Dương nhờ Vân ha, làm một bánh mì mới của quán, đó là bánh mì pha lấu đúng không em? Dạ đúng rồi anh. Rồi bánh pha lấu có những gì nha? Bánh pate ha. Nói chung bánh mì nào mình cũng bỏ pate đúng không? Dạ. Cái món tự làm ngon nhất của xe bánh mì đó. Dạ. Rồi mình để chả lên, mình để khóa lấu lên. Mình cho 3 miếng. Rồi, để sườn lên. Có sườn luôn á. Sườn ăn nó giòn, nó thơm lắm anh. Rồi dưa chua lên. Nó sẽ khác bánh mì tập cộng là anh không có sườn miếng này thôi đúng không? Dạ, không có sườn nướng, không có nấm. Không nấm, ok. Dạ.
để cho mình ăn á, mình thấy mùi nào ra mùi đó, đó. Rồi không ớt nha em nha, ớt là anh xịu luôn á. Rồi nước sốt, nước sốt này em cũng làm luôn đúng không? Dạ em tự làm luôn. Rồi em rửa đâu má nè. Dạ cho em để đó chị ơi. Rồi dạ. Vậy là xong đúng không? Dạ anh không ăn ớt đúng không? Không ớt rồi. Tương ớt thì anh ăn đúng không? Chanh xíu thôi. Rồi mở ra cho anh coi bánh mì nè. Rồi một lát em sẽ nướng cho anh lên cho nó nóng nha. Ok nha. Em rồi. Rồi cảm ơn em. Dạ. À, mình bỏ vào đây nướng hả em? Dạ đúng rồi. Mình nướng bao lâu ta? Dạ mình nướng 1 phút thôi, nướng quá phút. Thì nó sẽ cứng anh. Mình sẽ chỉnh 1 phút. Rồi, khách nào mua mình cũng nướng vậy hết ha. Dạ, khách nào rồi. Mua em cũng đầu tư em nướng hết. Rồi, ráng chờ một xíu nhưng mà ngon. Dạ. Rồi, ok mọi người ha, chờ xíu Dương Anh ở bánh mì pha lấu nha. À dạ, mến thưa quý vị khán giả ha, thì bây giờ trên tay Dương đang là ổ bánh mì pha lấu nè. Đó, ở bánh mì pha lấu ha, một loại bánh mì mới do Vân sẽ mới sáng tạo ra để bán để cho khách hàng anh có đỡ nhàm chán á. Bây giờ chưa thưởng thức ha, vừa nướng xong nóng hổi luôn mọi người, rất là giòn luôn á. Em ăn bánh mì gì vậy anh? Em cũng ăn bánh mì pha lấu luôn. Ừ, bánh mì mới ha. Cái này mới cho nên anh nên thử. Đó thì chờ cho khách vắng vắng á mọi người, thì hai anh em mấy em ngồi ăn thử bánh mì rồi. Sau tập đầu lên sóng thì thấy khán giả có biết đến mình nhiều hơn không? Trời ơi, nói cho anh biết là từ khi mà anh quay video, bắt video đầu tiên lên á, rồi nhóc người gọi em quá trời luôn. Em hỏi là sao cô chú anh chị biết em, nói là coi cái youtuber của anh Dương. Tên của anh rất là nổi tiếng luôn á. Nhiều người biết tới, đặc biệt là em và Vân. Có một điểm đặc biệt nổi trội là hai chị em thông tin, ai cũng nhắc. Mọi người thấy giống không mọi người? Đúng rồi, tại vì giờ mỗi người một công việc đúng không? Thì nó sẽ khác đi, là môi trường nó khác nhau á. Là mỗi người ăn uống khác. Mọi người coi ủng hộ ha, tại vì số điện thoại thì có rồi và vẫn hay là ship đúng không em? Ship nhiều hơn là bán tại chỗ nha. Dạ đúng rồi, bán online nhiều. Online nhiều lắm mọi người. Thôi, công này em nói lại cho anh nghe là cái pha lấu là làm từ cái gì em? À, vì sao cái lớp bên ngoài, cái lớp bên trên nó lại cái màu nó đậm đậm mà nó kiểu cháy cháy là nó khác bên dưới là như thế nào ta? Em kìa đó anh, em kìa lên đó, em chiên vàng giòn xong em kìa lên nó kìa cái màu nó vàng vàng. Ừ. Ăn ngon lắm em, thật sự ngon. Dạ, nó ngon luôn. Rồi Dương quay lại cái menu luôn ha. Đây là menu từ ban đầu, thì bây giờ có hai cái loại khác mới đó, đó là bánh mì pha lấu và bún thịt nướng đúng không? Đó, giá ha 25 rồi mọi người. Cái xe này ai thiết kế mà đẹp vậy? Xe này là em tự thiết kế. Thiết kế đó hả? Canva đó. Canva hả? Ngồi mày mò, cửa tới xưa luôn nhiều lắm. Giờ quá trời à. Ngon quá, đi qua đến giờ mới được ánh sáng đó. Đói không anh? Đúng rồi. Xong rồi mình thử làm thử cho mình luôn. Hôm qua em nghe là anh Dương qua quay phim á. Em làm đồ tới 11 giờ đi em. Vậy hả? Xong rồi hai chị em ra set up để chuẩn bị lên sóng cho nó đẹp. Trời ơi. Hai đứa bán như vậy sao có người yêu chị em? Hai đứa là cũng không vui tính em đang. Thật không? Yêu. Thật không? Không có. Lên sóng anh quý vị khán giả là các anh là nghe đó. Hiện tại là độc thân, chưa quen ai hết. Hôm trước có người bình luận á là có gia đình chưa, thì hôm nay em và Vân trả lời cho đúng rồi. Biết là hai chị em độc thân vui tính yêu. Các bạn trai, các anh khán giả kênh Dương á vô toàn hỏi hai chị em đã có người yêu chưa, có số điện thoại không cho xin. Rồi hai giờ với em giờ xác nhận nha. Nhưng mà đặc biệt á là tiêu chí đầu tiên là phải ăn chay để cùng lý tưởng với em và Vân. Vậy hả? Hơi khó đó. Hơi khó nhưng mà em thấy á, cũng tự nhiên với lại trong câu lạc bộ ăn chay trường đó rất là nhiều đối tượng. Nhưng mà em thấy là những người mà thành công mà vừa đẹp trai á thì đã có gia đình rồi. Còn những người mà đang gọi là đẹp trai á thì đang bắt đầu lập nghiệp thôi, chưa có ổn định nghề nghiệp. Còn những người mà vừa đẹp trai vừa thành công
Vậy là tiêu chí của em phải hạ xuống thôi. Đầu tiên là phải ăn chay đúng không? Đúng rồi, còn lại thì tự duyên nói. Đúng rồi, tự duyên ha. Tự hỏi đâu có ai hoàn mỹ đâu. Đúng rồi. Chị tính tự duyên. Rồi, cứ anh nào cứ ăn chay ha. Là cứ thả thính vân là A là được nè. Muốn ăn chay rất là đơn giản. Chỉ cần inbox và liên hệ An và Vân. An và Vân sẽ hướng dẫn. Đúng rồi, ăn chay gần 30 năm trời rồi đúng không? Thì bây giờ kinh nghiệm rất là nhiều. Chưa miếng thịt là gì luôn, không biết miếng thịt là gì luôn. Thôi là không có cần biết cho nên tại vì không quan tâm tới thịt cá này kia đồ mặn là thèm là qua cái vị giác của mình thôi. Đúng rồi. Cả hồi nhỏ mà hai đứa đi chợ á, mà giờ đi ngang mà chỗ người ta mặn cá rồi mặn thịt á, hai đứa cảm thấy đau lòng á, tự nhiên mình khóc. Đó. Từ nhỏ là như vậy rồi đúng không em? Rồi sau khi ổ bánh mì nữa thì anh ăn tiếp rồi mọi người. Ăn món gì vậy em? Em ăn bún thịt nướng nhưng mà cái này nó bún thịt nướng có một cái đặc biệt là tổng hợp xà bông tất cả luôn. À. Tại vì nước muối là chuẩn bị về rồi. Vậy hả? Có nhiều là để vô hết nhiều. Đồ của nhà đồ nhà làm nên có nhiều ăn vậy ha. Đúng rồi. Đã, có thịt nè. Nướng nè, chả với lại mayonnaise để chép bánh mì nè, em để vô đây ăn luôn nè. Hấp dẫn quá ha. Tổng hợp. Có nấm nữa. Nấm luôn. Không thiếu gì hết trơn á. Ngon quá, chắc bữa sau anh đi ngang ghé anh mới ăn cái hộp mà bún thịt nướng này mới được. Đúng rồi, anh hỏi ngày anh chưa ăn bánh mì chưa có thưởng thức bún thịt nướng nha. Đúng rồi, chưa, bữa sau anh ghé. Ngon cho nên em mới vừa ăn bánh mì xong rồi ăn thêm cái bún thịt nướng nữa nè. Ăn trưa luôn hả em? Đúng rồi. Tại từ hồi tối giờ chưa được ăn. Dằn bụng qua đây ăn đúng không? Đúng rồi. Tại biết anh bữa nay quay phim nè. Này bây giờ là ăn sáng, ăn trưa luôn, chưa khỏi ăn. Tối hên xui đúng không? Tối thì hên xui, có gì ăn thêm đó. Dạ, mến thưa quý vị khán giả và các bạn, thì vừa rồi Dương đã thưởng thức ở bánh mì phá lốt chay của xe bánh mì chay Lava. Đây là một loại bánh mì mới của xe ha. Thì cảm giác của Dương ăn rất là ngon và lạ miệng luôn. Thì bây giờ chắc là Dương sẽ kết thúc video tại đây. Nhưng mà trước khi kết thúc thì Dương sẽ mời hai bạn Vân và An có lời gì chia sẻ đến quý vị khán giả không hai em? Các bạn ơi, ăn chay rất là ngon. An và Vân rất là mong muốn chia sẻ lan tỏa để lối sống thịt chay lành mạnh đầy đủ hơn đến tất cả mọi người. Riêng Vân thì Vân cũng muốn lan tỏa để lối sống thịt chay cho mọi người. Giống như là Vân là xuất thân từ nhân viên văn phòng. Nhưng mà Vân rất là muốn làm ăn chay cho nên quyết định là mở xe bánh mì để đang có ăn chay cho mọi người. Và mong muốn sắp tới mọi người sẽ sớm chuyển sang mì chay vì loại vật là bạn không phải là thức ăn. Bây giờ đồ mặn có cái gì là đồ chay có cái ấy cho nên rất là đa dạng phong phú cho tất cả mọi người ăn chay. Và kết thúc trước khi kết thúc video, mong muốn lời gửi thông điệp cho tất cả mọi người ăn chay sống xanh tạo hòa bình. Rồi thì Dương rất cảm ơn hai em ha, một thông điệp rất là ý nghĩa luôn. Chắc là em sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Và xin kính chào quý vị khán giả. Bye bye cả nhà. Cả nhà mà có ủng hộ bánh mì chay thì cả nhà nhớ ghé địa chỉ là 120 đường Khánh Hội, phường Tư, quận Tư nhé. Rồi mọi người nhớ ghé địa chỉ này ha. Em sẽ nhớ theo dõi và like kênh YouTube của anh Dương nha. Rồi cảm ơn An rất là nhiều. Rồi, bye bye mọi người. Nhiều.